các hoạt cụ hữu ích mà có thể bạn chưa biết nè. Một là cọ silicone, tức là cọ không có lông, đầu silicone nó mềm á, không dùng để chấm màu vẽ mà có thể chấm keo chặn, vẽ keo chặn linh hoạt, không sợ keo làm hư lông. Đừng có như đây lấy cái cọ tỉa ra chấm keo xong cái đứt đời cô cọ hết xài được luôn. Dung dịch chặn màu này là để chừa mấy cái vùng trắng ra như vậy á. Thứ hai là dụng cụ vắt màu, nó sẽ vắt kiệt đến giọt cuối cùng của mấy tuyết màu như vậy. Làm bằng kim loại nên rất là chắc chắn nha. Nhà không có tuyết màu cũ á nên là ri lấy kem đánh răng minh họa vặn vặn như vậy này đó, kết quả đây dẹp lép luôn thấy không. Thứ ba là ngòi chì màu, có nhiều màu xanh đỏ tím thay vì ngòi chì đen thông thường. Ngoài ưu điểm là nó không có cái vụn chì dơ dơ á, thì phát thảo bằng chì màu giúp cho bản phát rõ ràng nhưng mà nó vẫn chìm xuống khi mình đi nét lên đó, cái nét phát rất là mờ so với nét mực đúng không. Cuối cùng là gom đất sét, gom này dành để nhồi xả sét, để lăn lên bản phát thảo và lấy đi một phần chì, giúp đường phát nhạt hơn và tốc độ tẩy cũng nhanh hơn. Gom dơ cũng không sao, tại vì nhồi lại là xài tới đời con cháu cũng được á.